kia là cổng chào Bình Dương. Chị về gần đến công ty rồi anh em. Và Di thì cũng mới lấy được chiếc xe này, Honda Accent bản full 2022 mà mới chạy gần 10.000 cây thôi. Xe siêu đẹp luôn anh em nha. Thì bây giờ Di về công ty rồi Di sẽ lên hình đầy đủ cho anh xem rõ nét hơn về chiếc xe này. Tầm tiền thì hơn 400. Anh em quan tâm đến Accent, lấy xe cũ cho tiết kiệm, lấy xe lướt cho đẹp như mới, liên hệ với Di. Di sẽ gửi cho anh em thông tin chi tiết hơn về xe nhé. Đi Di bên đây, cách cổng vào Bình Dương chỉ 200m thôi anh em nhé. Rồi, đến công ty Di sẽ full anh ạ. Em máy đây ạ, Honda Accent bản đặc biệt 1.4 ATH 2022, chạy siêu lướt luôn ạ. Mới lăn bánh chưa đến 10.000 km nha, tên tư nhân một chủ. 4 lớp theo xe thì vẫn còn rất là mới và lớp dự phòng xe này thì cũng chưa lăn luôn, sạch sẽ, đẹp đẽ và tầm tiền bây giờ cũng rất là tốt ạ. Về phần phụ kiện thì xe này thì cũng có trang bị sẵn là gián thêm cách nhiệt và lắp camera hành trình rồi. Xe thì như mới, anh em lấy xe này thì cũng tiết kiệm được một số tiền cũng không hề nhỏ trong giai đoạn khó khăn này. Và bên trong nội thất thì Accent trang bị nội thất hai màu ạ, màu kem và màu đen, bản đặc biệt nên xe trang bị đầy đủ tiện ích cho chúng ta rồi. Ghế da, điều hòa tự động, màn hình, camera lùi, cảm biến trước sau và có luôn gương chống chói điện, đèn và gạt mưa tự động, cửa sổ trời, khởi động nút bấm, vô lăng thì bọc da, có tích hợp phím điều khiển media, đàm hồi rảnh tay và cả cruise control ạ. Về an toàn thì xe trang bị 6 túi khí, có cân bằng điện tử luôn ạ, đồng hồ thì dạng đồng hồ điện tử, màn hình digital. Xe mới chạy 10.000 thôi ạ, và chủ sử dụng rất là giữ gìn nên nội thất xe này còn rất là đẹp luôn, siêu trong xe vẫn còn y nguyên. Anh em lấy xe này về tha hồ bóc siêu luôn. Xe thì cam kết với anh em là không đâm va cấn đụng, máy số keo chỉ zin, không tua đồng hồ km, không bị thủy kích, bao test và bao vận chuyển toàn quốc. Nếu mà anh em quan tâm đến chiếc Hyundai Accent bản đặc biệt 2022 mới chạy chưa đến 10.000 km này, liên hệ với Duy tại Bình Vĩnh Phú Auto, Salon Bình Vĩnh Phú ở Vĩnh Phú Thượng An Bình Dương, gần cổng chào Bình Dương, cách ngã tư Bình Phước chỉ 1 km thôi. Anh em search Bình Vĩnh Phú Auto là có dẫn đường qua bên Duy à.